Vâng, xin chào tất cả bà con đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ đi làm cho anh em con tàu khu trục hạm nhé. Đây là con tàu khu trục hạm của Hàn Quốc, Rock KDDXS. Đấy, anh em có thể nhìn thấy rất là rõ cái trang bị và cái chỉ số con tàu khu trục hạm này đây. Thì đầu tiên ấy là về cái độ bền. Đấy, con khu trục hạm này khi mà anh em nâng cấp mắc lên thì nó sẽ có cái độ bền, đó là 448.500 máu. Cái lượng máu này thì nói chung là lượng máu tốt rồi, không quá trâu nhưng không quá yếu. Tốc độ là rất là nhanh rồi, 28,7. À sorry anh em, 28,6. Như vậy khi mà đi thực tế thì anh em sẽ đi được khoảng 27 hải lý nhá. Đấy, khi đi trên biển đấy, độ cơ động là 10. Nói chung con này là rất là cơ động rồi. Phạm vi của radar và sonar thì không có gì mà phải bàn hết. Quá ấn tượng luôn. 10,4 km và 2,40 km đối với cái sonar. Đấy, chúng ta sẽ sang đến cái phần vũ khí. Vũ khí thì đây, anh em nhìn thấy đây. Đấy, clip là anh em đã xem cái con tàu Rock GSS thì chắc anh em cũng không còn lạ gì con này. Toàn đủ khóa hết thôi. Chỉ có một cái trực thăng anh em sẽ có thể thay đổi được này. X3 cái phòng không gác pun anh em cũng có thể thay đổi được này. Ok chưa? Với cái slot này, X3 phòng không này thì anh em cứ nắp cho mình cái gác pun đó là hợp lý nhất. Rồi chúng ta sẽ sang đến phần chỉ số nhá. Đầu tiên đó là cái tên lửa Chunmo. Chunmo thì nó sẽ bắn ra 4 quả tên lửa. Sát thương là 11.000. Thì anh em lấy cái 11.000 này nhân với 4, nó sẽ ra tổng sát thương. Nạp lại là khoảng 8 giây. Phạm vi thì hơi ngắn một tí, gần 8 km. Rồi, sang đến tên lửa Chunmo 2. Chunmo 2 thì nó sẽ bắn ra 2 quả. Mỗi quả là 31.000. Thì anh em cứ lấy 31.000 nhân đôi này. Đấy. Thời gian đạp lại là khoảng gần 11 giây. Hơi lâu của anh em ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ săn đến cái loại tên lửa mà có thể nói là cái sát thương cao nhất ở đây. Đó là cái tên lửa KTSSM. Cái này thì nó sẽ bắn ra 2 quả. Đấy, tương tự như cái Chunmo 2. Nhưng cái sát thương nó thì nó cao hơn rất là nhiều. 41.600. Anh em sẽ lấy 41.600 nhân đôi lên nhá. Đấy, đạp lại khoảng 11,90 giây. Cũng hơi lâu một chút, nhưng mà cái sát thương của nó thì nó to mà. Phạm vi 13 km. Ở phía dưới chúng ta sẽ có đó là cái pháo KDDX Raygun. Đó, cái này thì nó sẽ bắn ra tất cả là 3 viên anh em nhá. Thì anh em cứ lấy sát thương là khoảng 10.400 x 3. Đó thì nó sẽ ra tổng sát thương. Tốc độ 971, pháo điện tử mà, nó bay khá là nhanh. Nạp lại khoảng gần 5 giây. Ở phía dưới chúng ta sẽ có đó là cái KDDX Launcher. Cái này thì nó là cái loại súng phóng lựu theo kiểu dạng khóa mục tiêu. Thì cái này anh em sẽ phải bắn được diệt hạm này. Đấy. Bắn được cả phòng không nhá, khóa mục tiêu mà. Bắn được cả tàu ngầm khi nổi và khi nặng. Đấy, cái chỉ số đây. Anh em có thể tạm dừng cái màn hình lại nhìn cho thật kỹ nhá. Và hai cái cuối cùng ấy, chúng ta sẽ có đó là cái MK38 Mod 4. Thì cái này nó là cái loại pháo tự động. Đây là một cái X8, cũng rất nhiều pháo tự động đấy. Anh em mà có tò mò thì có thể tạm dừng cái màn hình lại nhá. Và cuối cùng chúng ta sẽ có đó là một cái khe L-SAM. Đây là cái vũ khí phòng không thêm thôi. Đây, chỉ số của nó đây. Đấy, phạm vi khoảng hơn 4 km. Sát thương 747. Rồi chúng ta sẽ đi chiến đấu luôn nhá. Đấy, cái chỉ số cơ bản nó sẽ như thế này. Con này là con tàu cũng khá là mạnh đấy. Còn sau này bị fit hay không thì mình cũng không biết được. Nếu mà anh em nào mà đã từng chơi con tàu Rock GSS thì mình nghĩ chắc là anh em chơi con này cũng chẳng có nạ nẫm cái gì đâu. Cái vũ khí cơ bản nó đều giống nhau hết, toàn nó đồ khóa hết mà, không có thay đổi được cái gì hết á. Thay đổi được cái phòng không với cái trực thăng thì mình nghĩ là nó không có nhiều cái tác dụng. Thành phố bị lãng quên. Chẳng qua là hai con tàu này thì cái vũ khí của nó thì nó khác về cái loại vũ khí thôi, thì thành ra tên nó khác thôi. Đấy, chứ còn nó thực ra cũng giống nhau hết mà, cái lối chơi nó gần như giống nhau hết. Con này thì sẽ bắn gọi là bắn cái tên lửa đầu tiên ấy, tên lửa số 1. Câu kéo. Chờ đợi đối phương sử dụng cái bẫy mồi tên lửa chúng ta táng luôn. Tên lửa số 2, tên lửa số 3 sát thương của nó rất là cao nha. Phóng lựu thì được cái là nó đa năng. Đa năng nhưng mà tuy nhiên thì tầm nó hơi ngắn. Trong một số trường hợp nhất định là nó không sử dụng được. Con này chính là nhìn cảm giác nó ưa nhìn hơn này. Đúng không anh em? Nhìn cảm giác nó ưa nhìn hơn rất là nhiều. Thì nó không như con Rock DSS. Rock DSS cái lớp thượng tầng nó cao quá, nhìn có hai cái cột trụ như cái hai cái trụ chống trời. Đây, em phá mát luôn. Để bắn 3 viên để thử xem cái độ chuẩn của nó nha. Cũng có độ chuẩn đấy, pháo điện cũng có độ chuẩn mặc dù không phải 100%, nhưng thế này là được rồi. Mình nghĩ 3 viên như thế này là được rồi, chứ nó thẳng một đường thì nó lại bá quá. Ông nào có mang cả pháo pháo cháy tim thì cũng chịu ông rồi.
Đúng rồi, các anh cứ phải pha map đi. Tí là cho em còn có cái góc để em bắn. Ôi giời ơi. Bây giờ ơi. Bẫy mồi đi anh ơi. Bẫy mồi ở đấy. Cho anh em xem một cái combo của nó đây này. Một combo của nó đây này. Bao nhiêu? Úi giời gần chết. Chết đấy. Cả nó chết. Không chạy. Mình ngăn đi chứ nè. Nakimot. Nakimot này là một cái mục tiêu nó chậm này. Di chuyển cực chậm luôn. Đây là một cái kho đam của chúng ta đây rồi. Khốn quá, quá khốn. Quá khốn. Bắn cả luôn. Thế trực thăng, bắn cả trực thăng. Thấy con này khả năng phòng thủ tốt rồi nhỉ. Úi giời ơi, 3 viên chúng 1 viên nè. Khó nhỉ. Cứ đi núp núp này cũng khó nhỉ. Muốn ăn nó cũng khó ấy. Không cho ăn. Bắn được cá thì nó chết. Thế mình điều gì này. Ôi, team mình bắn được có hơn 300k đam. Thế thì chơi cái gì. Chết luôn. Một combo chết luôn. Pháo hoa rơi đầy mặt anh. What up, team mình được có hơn 500k đam. Hay là bị văng nhỉ. Mà chết rồi. Làm clip mà kiểu này hay dễ bị văng lắm này. Chơi luôn. Chắc là văng rồi nhỉ. Văng thì cũng như ngao ngáo cái này. Táo nó hội nhanh rồi nha. Ô không văng này. Không văng. Không văng thế là tại sao? Hay là con này nó mạnh quá nhỉ? Rồi đi làm tiếp trận nữa đi. Để kiểm chứng lại cái sức mạnh của nó. Thấy bắn đội bạn đỡ không kịp luôn đấy. Đó đúng 1 phút 30 giây. 1 phút 30 giây chờ đợi rất lâu mới ghép được một cái trận tiếp theo. Bây giờ làm clip cho anh em. Chưa một phiên bản nào mà nó khổ như cái phiên bản này luôn đấy. Lúc mất cả tiếng đồng hồ không được nổi xong cái video. Chờ mới chờ đợi. Let's go. Tao sân bay tấn công mới kinh như nị. Còn ai thì cái xu hướng lúc đầu là vẫn cứ là đi theo kiểu như là vòng vo ở bên ngoài thôi. Liệu cơm gắp mắm đi vòng ngoài thôi nhé. Đấy. Chờ đợi đến đúng cái thời cơ thích hợp. Lại bắt đầu có ông đi ngáo ngáo đấy. Đấy bắt đầu ngáo ngáo đấy. Đấy đấy đấy. Chán lắm luôn. Chặn cả đường đồng đội. Nếu mà con này của mình là một con tàu nó đi chậm chậm thì có phải tự dưng nó toang không. Ôi giời anh Yamato ơi. Xem qua cái đội hình đó xem nào. Bên kia có cả con Papa. Chơi được. Cái đội hình này chơi tốt. Không có vấn đề gì hết. Chưa có map nhỉ. Có sân bay sao không có map. Có máy bay kia. Ủa xong rồi. Anh này lại bắt đầu xác định rồi. Một combo tên lửa vào mồm. Quá thốn anh em ạ. Em ăn thôi làm gì có khả năng phòng không đâu. Rồi em xin mạng đầu tiên. Đó nhìn thấy không? Phóng lựu đấy. Bắn được cả cái vũ khí. À bắn được cả máy bay khi đang bay này. Xem nó có trúng không. Trúng. Úi giỏi rụng luôn. Rụng luôn không có nhiều. Ông tiên giác đấu ông nào đây.
chết luôn kìa, ông bị tàu sân bay đâm chết hay gì ấy. Hay là nó cảm tử tàu sân bay, à nó đâm vào tàu sân bay gì vậy. Cái này mình không rõ lắm, anh em xem clip này tua lại. USS Money. Ông này là ông nào? À sân bay. Thế thì nhất ông rồi. Rồi, một combo chết luôn. Gục ngã, hai mạng. Ô này sao thế, nó mạnh thế nhỉ? Hay là cái team mình nó mạnh? Anh Gao Đỏ ơi, anh xử lý chết cha đi. Đấy, quay ngược lại đã. Con này do bản chất con khu trục radar của nó rất là to, 10 km mà. Ngan cái rẻ. Anh cuốn chết nốt đi. Chết nốt. Đừng có lùi lại. Lùi lại em bắn nó hỏng đít ấy. Lùi lại bắn nó hỏng đít thật. Nhưng mà trận này đạn nó hơi thấp, không được bắn anh em ạ. Thật với anh em, combo này thì chúng ta không có gì thay đổi được đâu nhá. Thay đổi trực thăng với cả cái vũ khí phòng không thì anh em không cảm nhận được rõ cái tác dụng của nó đâu. Cho nên là thôi, cứ để đấy. Làm tiếp trận nữa. Thay đổi được tên lửa hay cái pháo cái gì cơ thì còn thay đổi cho anh em xem đúng không? Con này thì cũng chẳng có cái gì mà thay đổi. Ui giỏi, trận này nó lại ghép team nhanh thế. Sau 2 trận đợi tụt cả thanh xuân. Giờ được hơn 10 giây. Ngon. Khinh hạ. Mình nghĩ là nên tận dụng cái độ cơ động này, tốc độ này, chạy sớm. Bên kia có Redstorm. Redstorm thì mình lại không sợ nha. Nhưng mà tại sao trong những lớp tàu sân bay mình lại không hề sợ Redstorm nha. Dù mình cầm bất kỳ một cái tàu gì. Thế mới tài như này. Như vậy là Redstorm của nó sẽ ở bên kia. Đấy, nó rất đúng cái hướng di chuyển của mình luôn. Cứ bình tĩnh đi, đâu xe lại có đó. Liệu có đúng ở đây không? Cái gì ấy? Con này anh em đi thì nên để cái phóng lựu của mình nhá. Đấy, cứ để sẵn cái tư thế phóng lựu này. Có thể chơi cho dễ. Nhanh lắm. Như vậy là ngầm. Ngầm chứ không phải là sân bay. Thì thôi. Chơi mình chứ nè. Mình núp nhẹ cái ngon. Áp. Quá trời vẫn không khóa được kìa. Cái bực mình chứ nè. Úi giời, phóng lựu nó bắn kìa. Rồi, ôn như các anh này quê em đầy. Con thấn cái hồi máu này khỏi một thần thấn cái mồi. Lỡ tay của đấy ấn cái hồi máu này thôi. Đó, cái này lúc nào phải nó phải chờ đợi đúng cái thời gian để mà xoay. Xoay được ra rồi nó mới chơi được. Long bích lại hỗ trợ trời lòng bách luôn nhá. Liệu Long Bách có chết không? Long Bách phải chết. Hỗ trợ đến như thế rồi mà không làm gì được kìa. Thôi được không? Cái này em sẽ lại gánh tìm cho các anh đây. Chỉ cần có tầm nhìn thôi. Ôi, tầm này xa quá nhỉ. Cái loại tên lửa đầu tiên lại không bắn được anh em nhá. Tầm nó ngắn quá. Không làm gì được, nhưng mà không sao. Bắn được hai cái này cũng là ok rồi. Đói, tên lửa số 2, tên lửa số 3 kìa. Nó gây đam như thế kia cơ mà. Cần gì phải giỏi đúng không? Mưa rằm thấm lâu, úi trời ơi, mình xin một mạng.
biết là một combo này sẽ khoảng bao nhiêu đây. Vàng 62k. Đây là còn vững mát nhé. Anh Riri này bắn hay này. Không ai được cái hên hên làm clip này cũng không bị văng trận nào. Johnny này cũng được này. Anh em cứ giữ được lượng máu tốt thế là được rồi. Mình tin tưởng của anh em này. Mất con HM2 này, cái khả năng tác chiến quanh ngầm này nó hơi thiếu tự tin. Có lẽ là mình sẽ nên quay ngược lại. Không ham. À đủ. Sao mình cứ lúc cứ đang định quay ngược lại thì nó lại cứ cho mình một cái cơ hội để mình chơi nhỉ. Ôi. Khi nào nó chặn mình không? Cái tiệu này chết rồi. Xác định. Ngâm xác định chết rồi. Được. Chơi ngầm hay là chơi khu trục cả một cái vấn đề đấy. Mình đang phân vân đấy. Đang phân vân đấy. Không biết chọn như thế nào đấy. Như vậy hai thằng này là chơi quái nhỉ. Never 46 mẹ Never 29. Đập chết thằng Never 46 trước. Riêng hai thằng mày nhá. Bây giờ tao bỏ thầu ngầm luôn. Đây là chơi với mày luôn đây này. Bỏ thằng ngầm luôn. Ui giời ơi. Ai cầu nhà anh bẫy mồi. Hả à, ăn gì mà cổ thế. Biết ăn một combo nó khủng như thế nào không. Cái này đập chết cả hai luôn. Đứng đây cho phóng lửa bạn bay vào luôn này. Ôi, cho cả X51 vào luôn. Ôi bạn xong với mình rồi. Thế là bạn xong với mình rồi. Đứng im lên luôn đấy. Chết. Mình vẫn đang đứng im đấy nhé. Ai là được. Nó cho mình mấy quả nhân cũng đau. Cũng tí toang. Được. Đứng im luôn. Tưởng cái nào. Ra nhớ cho mình xin một lại. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Quái thông thường nếu mà mình cứ xử lý bình thường thì cũng chả đến cái mức độ mà còn mấy chục ngàn máu ấy đâu. Thế tự dưng thằng kia nó ấn cái bẫy mồi nó hơi fail. Cho một cái combo cái nó ngất ngoảng ngay. Đây là tầm này vẫn ra chơi tốt rồi này. Cái phóng lực này nó nhiều khi nó cần có cái thời gian để anh em chuyển hướng ấy. Nó hơi lỏng cái đấy. Một combo này chắc là chết. Chết luôn. Ta chịu mua. Trận này nó hơi lâu anh em nhỉ. Và được làm tiếp trận nữa đi. Cho anh em xem tiếp tục cái video cho nó phấn khởi. Để mà cứ trên con cô chủ hạm này mà nó mà có nhiều cái vũ khí anh em có thể thay đổi được ấy. Tên lửa pháo thay đổi được thì còn biến tấu một vài trận cho anh em. Nhưng còn con này nó ít cái vũ khí, có mỗi cái trực thăng thì thôi. Cứ lắp này chúng ta chỉ làm vài trận thôi. Đấy sẽ là cái trận cuối nhá. Trận này nhanh thì cố được, còn nếu mà không thì thôi. Cũng chỉ nên như thế này thôi, cái lối chơi nó cũng chỉ có vậy thôi. Đó, giờ ghép cứ khoảng dưới 30 giây vào trận thế là ok rồi. Đừng có ghép khoảng 1 phút rưỡi là chờ xói hết cả ruột. Sao nhìn nó vẫn đẹp anh em ạ, nó có một cái chất gì đấy nó sang. Nhìn trông nó sang, xịn mịn. Bóng nhảy. Sỏi ơi. Sao lại lag à. Ôi, tự dưng lại quay trở về 0-0 chứ. Làm em hơi giật mình. Rồi, em sẽ đi này luôn. Đấy, tàu sân bay phải thả bay ngay. Nhưng bay phải đúng hướng nha, đừng bay ngáo. Rồi, trận cuối đây. Ô,
Bên mình có một team đi 3 anh em ạ. Nhưng mà cái team đi 3 này thì mình không đánh giá cao lắm. Toàn anh em là cây nhà lá vườn thì rủ nhau đi chơi ấy mà. Được, vẫn có thể tính là cân được. Chỉ sợ mấy cái ốc mà level 4x, 5x nhưng mà đi đôi đi 3 rất là ngứa mắt. Chơi nó không công bằng. Kể như thế phải cho ghép một cái team ở đấy nó cũng đi đôi đi 3 thì nó còn công bằng. Mình cứ đi đơn đi lẻ toàn thì gặp. Cái này đâu đấy? Đợi nó chuyển hướng đổi pha nhá. Đấy, bắn phong nữ rồi chết luôn. Cái gì đấy? Cái gì bắn mình đấy? Á đủ. Có đúng mày cứ bắn tao không? Ôi, tao gây thù chỗ quán thì cái nhà mày à? Khôn nhỉ. Chưa thả trực thăng đâu nha. Ui ôi, địch nó lên kìa. Địch nó đi lên kìa, đông quá trời. Vẫn bắn, vẫn cố bắn. Ô, hai cái thằng này. Ôi, thế tao có thù hàn gì với mày à? Anh em nhìn này, em cứ đứng lên nó spam này. Cố làm cái gì hết. Có giết được đâu mà giết. Đó, như vậy là rất là phí thời gian nha. Đến đây sửa ngầm luôn. Đấy, ui dồi, nổi lên như nè. Tôi nào yêu cầu nhà ông nổi lên. Hay là mình bị bắn. Mình hay là mình bị bắn nhỉ. Địch có dấu hiệu nó hơi ngao ngáo ấy. Ôi 600k ông này còn mắc cạn đi cái gì thế này. Ôi giời ơi. Chịu. Nó lại phóng nó phá mục tiêu cho nên nó cần phải chuyển hướng ấy. Bay đi bay lại thế chả giải quyết được cái gì. Còn trận này chắc là nhanh rồi. Nhanh đi làm lại trận khác. Hai đến ba. Cái thằng tàu sân bay là cái thằng nào mà sao mình ghét cái gì đấy. À cái thằng Trung Quốc. Cứ gặp mấy cái cưới Trung Quốc là ế như dạng sở băng cơ. Mày vào đây đi. Tập chết luôn. Đây. Có cưa đây. Ôi giời. Mày không chết này. Rồi, thằng bay kia. Mày lại đây. Không muốn nhà mày. Tao vừa nhìn thấy mày xong mắt con à. Để vào mắt. Ui tầm này chúng ta này gần nhau tranh thương luôn. 2004. 2004. Đứng cái solo nha anh em nha. Đứng cái solo. Úi giời ơi. Đứng cái solo luôn đó. Tại sao thằng này lại đi lên vậy? Vâng, rất may clip này của chúng ta không văng một trận nào luôn ạ. Tuyệt vời không mặt trời. Nếu như anh em cảm thấy hay, hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Anh em tưởng là kết thúc video nhưng mà không có đâu. Phải làm tiếp trận nữa ấy. Cái map thành phố nó hơi tối, bắn nó vẫn chưa thấy sướng. Đấy, chúng ta sẽ sang, nếu mà trận này nó ấy thì thôi nhá. Sống chết thế nào chúng ta sẽ kết thúc cái video này. Video này nó cũng dài, có thể nói thế này là ok rồi. Hôm nay vũ khí thì cơ bản mình nghĩ anh em lắp như thế này là hợp lý này. Combo hợp lý nhất đấy. Còn lại nó chỉ là cái cách để mà anh em bắn như thế nào, kỹ năng anh em bắn như thế nào thôi. Và cái yếu tố rất là quan trọng nữa là cái đồng đội của anh em. Nó sẽ bắn như thế nào. Rồi vào luôn đi. Trận đấu cuối cùng em cũng không có quan trọng lắm cái việc người đâu. Một mình em đấu chí còn bót được.
nhìn cái màu vàng nó sang xịn mịn, bóng nhạy, nó sang hơn tàu của anh rất là nhiều. Cái vàng này nó là vàng thật đấy. Vàng thật đấy, giáp lên đấy. À, mình cứ tưởng Aquanat đi, hóa ra là bên mình Aquanat là boss. Còn bên kia thì Visa Kha Bắc Nam và có một bạn RF Lon. Hy vọng à, đây Lon đây rồi. Úi giời ơi, nhanh kì. Anh ở đây cái gì không? Được, thằng ấy bỏ qua đi. Thằng ấy tí mình tính tiền sao. Đây, quay ra đây tìm anh Lon. Anh Lon, anh định làm cái trò gì ấy? Trời heo à, chứ gì anh Lon anh định sang đây ý. Hãy đứng đây phục nữa nhỉ. Nó nghe vào bao nhiêu? Nghe vào 37. Cầm Lon. Thế thì kinh nhỏ ai. Tưởng bạn nghe vào 61 thì nghe vào 37 thì kinh nhỏ ai. Kệ. Điều gì nó chả phải dụng X8 cái pháo tự động. Tìm Lon mà không quên cảnh giác mấy ông này. Ông này là người này. Ông này là người đây này. Một combo. Phốn đến tận rốn. Cái này nó hồi đúng theo thứ tự luôn. Cứ theo thứ tự mà bắn. Không có gì hết. Toàn ở đấy. Ông Lon đâu? Trời ơi. Khôn. À, ra đây chết này. Ra đây còn phát chết này. Úi trời ơi. Bắn chuẩn lắm anh ơi. Em nghe mức độ từng viên như thế của 37k5 nó đủ cho anh chết rồi. 600 nghe trận này cũng không đã lắm nhỉ. Ôi thôi. Đằng nào thấy video nó hơi dài. Làm cố cho anh em thời lượng nhiều. Anh em xem video nhớ like cho mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em cứ like càng nhiều nó đề xuất càng cao. Bóng kêu. Rồi bóng kêu lâu quá. Nhất là khi anh em chuyển hướng như này. Quay thay này. Cái phóng lựu nó phải mất cái thời gian để nó quay ấy. Khá lâu. Cái này chỉ được cái là tấn công đa năng. Cũng đi trung bình, cũng đi gần thôi. Riêng cái phóng lựu này của nó. Cái này liệu Aponac có chết hay không. Là kỳ vật bắn kinh thế nhỉ. Mình không được bắn ấy chứ. Nó đâm tàu rồi. Vâng, đâm tàu anh em ạ. Đi nó bị đẻo chứ nhỉ. À, không đâm. Ghê. Ô. Anh em nhìn cái lượng máu sao nó hư cấu ấy nhỉ. Thế ông tàu sân bay kia là cái kiểu gì. Ông đem vào 45 mà như thế mà ông để cho nó ăn được ạ. Nhỏ quá anh em ơi, thôi nhưng mà chỉ làm clip đến thế thôi nhá. Vừa rồi thì mình đã đi làm cho anh em một vài trận đấu về các con tàu Rock KDDXS. Bốn tàu xuất hiện ở trong cái sự kiện đấy. Con này thì giống y hệt con Rock GSS thôi. Anh em đã từng chơi con GSS thì chơi con này nó cũng không có gì là khó hết. Xác thực nó rất là cao. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả anh em đã xem hết cái video của mình. Hẹn gặp lại tất cả anh em trong những cái video tiếp theo.